Chào anh em nha. Theo yêu cầu của rất là nhiều anh em hỏi mình là có cung cấp giống bonsai đu đủ hay không. Thật ra là mình cũng mấy năm trước là mình do mình bị mất giống anh em. Do vậy mà mình không có hạt giống hay là cây giống để cung cấp cho mấy anh em. Lúc trước là cũng cung cấp cây giống rất là nhiều đó, nhưng mà mình lại bị mất giống. Bây giờ là theo nguyện vọng của nhiều anh em là mình đi tìm lại cái giống bonsai đu đủ á, để mình thiết kế hạt giống mình cung cấp cho anh em. Thì giờ anh em xem là ví dụ như cái trái bonsai đu đủ nè, anh em thấy nó tròn tròn này ha. Tại vì trồng bonsai đu đủ anh em phải trồng cái trái tròn tròn như này, chứ còn cái kiểu trái dài nhìn nó không có xinh. Đây thì đây là cái cây giống bonsai đu đủ nha, là trồng ở ngoài đất này anh em này, mới rải phân này đó, anh em thấy phân không, là có nghĩa là mình rải xa xa gốc thôi, rồi cái rễ nó ăn dần dần ra đó, cái rồi nước nó thấm xuống dưới là nó sẽ làm cho cái cây đu đủ cái rễ nó hút dinh dưỡng. Thì mình sẽ lấy mấy cái trái này làm giống cho anh em nha, chứ không anh em lần này anh em cứ hỏi thăm mình là không có giống đồ này kia rồi làm cũng hơi bị suy nghĩ. Thì thôi bây giờ năm nay là mình sẽ làm cái hạt giống đây đó anh em, chuẩn nha, chuẩn và rồi nha anh em. Quan trọng là sau này anh em biết sao, cái đây là do nó bị ngã này, cho nên là anh em uống chỉ cần 3-4 lượng là nó có trái rồi. Đây ok nha anh em, thì hy vọng là sẽ có nhiều giống cho anh em trồng. Trồng bonsai đu đủ thì nó cũng khá là kinh tế, nhưng mà cũng tùy theo địa phương nữa anh em, chứ không phải địa phương nào họ cũng thích chơi bonsai đu đủ. Ở đó thì anh em mà thấy cái mặt trái rồi đúng không, có nghĩa là cái trái đu đủ á là nó tròn tròn bò bò nó mới sinh. Thì đây đó, thì sau này mình sẽ cung cấp cái giống này cho anh em nha. Cái này mình ra video để mình thông báo cho anh em biết trước như vậy đó, rồi sau này mình sẽ thông báo cụ thể nha. Giờ chào tạm biệt anh em.